Người thầy đầu tiên là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng của Đại văn hào Aitmatov, được viết vào năm 1962, được các tác giả Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo, Bồ Xuân Tiến dịch sang tiếng Việt và được nhà xuất bản văn học xuất bản năm 2018. Người thầy đầu tiên là câu chuyện về một người lính phục viên, một đoàn viên Komsomol của những ngày đầu cách mạng tháng 10, đã tình nguyện đến một vùng quê hẻo lánh để gieo lên những ước mơ, vun trồng những ý chí và hy vọng cho những đứa trẻ xứ Kirizi. Nhà văn Aitmatov tên đầy đủ là Stanislav Torekulovich Aitmatov. Ông sinh ngày 12 tháng 12 năm 1928 và mất ngày 10 tháng 6 năm 2008. Ông là một nhà văn người Kyrgyzstan. Các đề tài chủ yếu trong tác phẩm văn học của Aitmatov là cuộc sống khắc nghiệt nhưng cũng đầy chất lãng mạn của người dân vùng đồi núi Kyrgyzstan, hay về tình yêu, tình bạn, tinh thần dũng cảm vượt qua những thử thách thời chiến tranh, thái độ tích cực đấu tranh của từng lớp thanh niên, trước hết là nữ thanh niên để thoát khỏi sự ràng buộc của những tập tục lạc hậu. Làng Kukurel nằm ven chân núi, trên một ngọn cao nguyên rộng có những khe núi ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống. Phía trên làng, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn. Dù ai đi từ phía nào đến làng Kukurel cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên. Chúng luôn luôn hiện ra trước mắt, hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi. Hình ảnh làng Kukurel khốn khó nhưng đầy thơ mộng và yên bình dần dần hiện ra trước mắt tôi như thế. Ai là người đã trồng hai cây phong trên đồi này? Người vô danh ấy đã ước mơ gì? Đã nói những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất? Người ấy đã ấp ủ những niềm hy vọng gì khi vun xới chúng nơi đây, trên đỉnh đồi cao này? Quả đời có hai cây phong ấy, không biết vì sao ở làng Kukurel gọi là trường Duchenne. Bằng những câu hỏi của nhân vật tôi, tác giả đã thành công dẫn dắt trí tò mò, thắc mắc và suy ngẫm của người đọc về người vô danh. Qua bức thư của bà viện sĩ Antonina Sulaimanova gửi cho nhân vật tôi sau khi bà về thăm dự buổi khánh thành ngôi trường mới ở làng Kukurel và đặt tên cho ngôi trường mà bà đỡ đầu là trường Duchenne. Ngôi trường mang tên một người cộng sản đầu tiên của làng Kukurel, thì bí mật về hai cây phong, về trường Duchenne dần được hé lộ. Và hình ảnh về làng Kukurel nghèo khổ, những con người trong quá khứ dần sống lại. Năm 1924, có một thanh niên lạ mặt, mặc chiếc áo choàng bộ đội về làng. Chàng thanh niên ấy là Duchenne, một thanh niên đoàn Komsomol đã được cử về làng để mở trường dạy trẻ. Chúng tôi là những người nghèo khó. Suốt đời chúng ta đã bị chà đạp nhục nhã. Chúng ta đã phải sống trong cảnh tăm tối. Giờ đây, chính quyền Xô Viết muốn chúng ta trông thấy ánh sáng, muốn cho chúng ta biết đọc, biết viết. Muốn thế thì phải dạy trẻ em học. Hình ảnh Duchenne mang chiếc mặt chiếc áo đen, mang một bó củi hay một bó rạ khô lớn trên lưng, lủi thủi theo con đường mòn leo lên đồi, tới chỗ chuồng ngựa bỏ hoang từ sáng sớm và đến tối mịt mới trở xuống về làng để xây trường. Sáng nào, thầy Duchenne cũng đến từng nhà trong làng để gọi lũ trẻ đi học. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi một người thầy tận tụy, một tâm hồn kiên định, một lý tưởng cao đẹp dành cho những đứa trẻ và một con người làng Kukurel. Thầy Duchenne đã lập một chiến công mà thầy không hề biết, bởi vì chính hồi đó, dưới mái trường này, hay nói cho đúng hơn, dưới mái nhà tranh vách đất hở hoác đến nỗi ngồi trong lớp lúc nào cũng nhìn thấy những đỉnh tuyết, núi tuyết phủ, một thế giới mới chưa bao giờ nghe đến, chưa bao giờ nhìn thấy, đã mở ra trước mắt những đứa trẻ của xứ Kirishi chưa hề bước chân ra khỏi làng. Antonina, em cô bé mồ côi, đã có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Cô bé phải sống với người thính độc ác và có những ngày tháng luôn bị đánh đập tàn nhẫn. Vào một ngày nọ, thầy Duchenne và Antonina đã gặp nhau và từ lần gặp gỡ đó, cuộc đời cô bé Antonina tươi sáng đã vui và vui vẻ hơn. Thầy Duchenne vô cùng quý mến Antonina và cầu xin gia đình bà thím cho Antonina đi học. Bằng sự kiên trì thuyết phục của thầy Duchenne và sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng Antonina đã được đi học. Hãy nhìn tôi đây, hãy nhìn xem tôi đang kiêu hãnh chừng nào. Tôi sẽ học hành, tôi sẽ đến trường và sẽ dẫn các bạn khác đến. Thầy Duchenne và Antonina cùng lũ học trò tại làng đã trải qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và trong thời tiết khắc nghiệt với cái rét lạnh cống, nhưng họ vẫn có một nghị lực phi thường để vượt lên tất cả. Và một hôm, thầy Duchenne nói với Antonina: Antonina, bây giờ thầy với em cùng làm chung một việc. Hai cây phong này thầy mang về cho em đấy. Chúng ta sẽ cùng trồng và trong khi chúng lớn lên, ngày một thêm sức sống, em cũng sẽ trưởng thành. Em là một người tốt.
em có một tâm hồn đẹp và một đầu óc ham học. Thầy bao giờ cũng nghĩ rằng em sẽ trở thành người thông thái. Thầy tin như vậy em ạ. Số phận em nhất định sẽ như thế. Em bây giờ trẻ măng như một thân cây non, như đôi cây phong nhỏ này. Anh Tư Nai ạ, ta sẽ tự tay trồng lấy hai cây phong này và mong sao em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong học tập. Thế nhưng, tai họa ập đến với anh Tư Nai khi cô bé chỉ mới 15 tuổi. Thầy Dishen đã không thể bảo vệ được cho anh Tư Nai khỏi bất hạnh. 3 ngày sống trong địa ngục, 3 ngày bị vùi dập, 3 ngày đau khổ nhất trong cuộc đời anh Tư Nai. Bằng sự cố gắng không bao giờ rời bỏ rơi anh Tư Nai của thầy Dishen và sự kiên trì không buông bỏ tích bản thân, anh Tư Nai đã trở về với cuộc sống, với niềm tin mới vào bản thân mình, với những niềm hy vọng mới, với ánh sáng và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới. Rất nhiều năm sau, anh Tư Nai đã trở thành nữ viện sĩ anh Tư Nai Sulaimanova. Còn thầy Dishen sau chiến tranh, hãy xuất ngũ về làng, sống đơn độc và làm người đưa thư khi về già. Thầy Dishen là hình ảnh đại diện của người lính cách mạng thấm nhuần chủ nghĩa Marx Lenin, những người đã quên thân mình vì sự nghiệp chung, vì tương lai của đất nước, là hình ảnh đại diện lớp thanh niên đầy hoài bão, đã chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để làm thay đổi một ngôi làng, một vùng đất mà không cần một sự thừa nhận hay trả ơn nào, bằng chính sự kiên nhẫn thuyết phục, chính kiên nhẫn đấu tranh để cho thế hệ trẻ ở đó thoát khỏi sự tăm tối của những định kiến cổ hủ, lạc hậu. Thầy Dishen gieo vào đầu những đứa trẻ ở đây những điều tốt đẹp, những hy vọng về một tương lai tươi sáng sau này. Hình ảnh hai cây thông mà Dishen cùng anh Tư Nai trồng trên ngọn đồi lộng gió, vững vàng trong bão tuyết, chính là hình ảnh của thầy đã lung linh giữa đất trời. Thầy chính là cây phong với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ nơi làng quê ấy, đồng thời là tấm gương mẫu một để bất kỳ người giáo viên nào cũng có thể soi vào để tự học, tự rèn luyện, như Bác Hồ đã nói. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề đáng quý nhất, và thầy cô giáo chính là những kỹ sư tâm hồn.